Hoa màu chết tức tưởi ngay trên cánh đồng vì không còn nước, mặc dù cái bên đó là dòng sông Tiền, một thời mang phù sa. Còn đây là cảnh người dân chờ đợi hơn 12 giờ đồng hồ và vui mừng như ngày Tết khi nước ngọt được chợ đến tặng miễn phí. Những ngày qua, miền Tây đang rơi vào thảm cảnh hạn mặn xâm nhập. Đây là cảnh mà bà con những ngày qua ở miền Tây, đặc biệt là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng đang phải đối diện, đó là thiếu nước một cách rất là trầm trọng. Và mọi người đang háo hức chờ đợi những cái bồn nước như vậy. Từ sáng giờ thì mọi người cũng đã sắp xếp để đợi xe nước đến chở. Và xe này thì chở từ tận Sài Gòn xuống dưới này luôn nè. Và mỗi lần mà bơm nước đầy bình á thì bà con ở đây mừng rỡ lắm, tại vì một cái bình nước như vậy có thể sinh hoạt được một người trong một ngày. Thì đây được mấy canh rồi khách nè. Sáng giờ được bao nhiêu canh rồi? Sáng giờ mới đi lại nè. Sáng giờ mới được nhiêu đây à? Đợi giờ mới xuống đây đó. Thế nhà mình là bao nhiêu người hết? Nhà mà ba hai đứa cháu nội với dâu mà con trai đi làm. Có đủ khoảng mỗi ngày như vậy là mỗi người phải xài hai bình rồi. Thì hàng ngày ví dụ có nước thì chở hàng ngày vậy đó, đang có đang xây xài. Phải lên ngoài ngay mặt lộ cái chỗ cái bà trống đó, thằng trống đó đó là nó khỏe lắm, bà con người ta cũng thấy là người ta thấy luôn. Còn như vậy dưới này trẻo nhiều khi không ai thấy nữa. Nó ngay cái lộ đó, cái bãi đó đó, bãi ngay đường đi luôn đó, mấy dưới nè. Ở đây là chở từ Sài Gòn xuống cho nên là mọi người sẽ tận dụng những cái nước từ những cái bình nào còn á. Ôi coi, đong đếm thêm nữa này. Cái này là nước lấy đâu vậy? Tôi ăn mua Sài Gòn. Mua từ Sài Gòn. À, anh làm sao biết cái điểm này anh? Hả? Anh sao có biết? Liên hệ với anh em tài xế, anh em mà muốn xe cho như cái xe này thì mình mua khoảng bao nhiêu tiền nước ở trên Sài Gòn? Nó rất rẻ. Ví dụ như mình chở đủ tải một bình như vậy, ví dụ 10.000 đi mà xe đủ tải thì mình chở bao nhiêu bình mình đâu biết được. Ví dụ xe này giờ 2 tháng 4 này mua khoảng 100, hồi sáng là 130 bình là bán khoảng 1 triệu. Mỗi bình là 25 lít. Một bình có 20 lít thôi. 20, vậy là 100 bình là 2 khối mấy á, 2 khối rưỡi, 1 triệu. Đâu có hồi sáng chở chai 130 rồi, hơi lớn. Sao anh không ông bơm vô cái bình nhựa? Nước uống hả? Chủ yếu là cho nước uống. Cái kia là tắm giặt nấu ăn, còn là mình chủ yếu mình cho bà con uống. Nước sạch này, nước sạch. Hèn gì? Bây giờ bà con không có bệnh, bà con lấy là mình phải rất là. Đây là nước uống mọi người. Nước sạch nè. Em tưởng đó nãy giờ em cứ nghĩ là nước nước máy sinh hoạt. Bây giờ bà con không có bệnh, tụi anh không mở nắp sốt ăn mà chỉ có bệnh nổi thì nó dễ rồi. Mọi người đang vận chuyển nước lên nè trên những cái xe rùa rất là nặng. Trời ơi, ai cũng háo hức hết. Ở đây là người già không à? Đây chỗ rộng nè. Đây nó đổ rồi mà còn thiếu rồi đem canh lại nữa. Ủa thanh niên đâu hết rồi, thấy bà già phụ nữ không vậy? Dân nó già không à. Cỡ tôi vậy là thanh niên đó. Bà bảy kìa, bảy lớn tuổi không? Quay lộ nó ra bà già nhất á. Bà già nhất đây còn đi hứng nước mà. Nên đi uống đó là cho phải rồi. Lên đề á. Lên 6 người nè. Cả
Hồi sáng giờ ông Sáu, hồi sáng giờ bao nhiêu xe vô đây? Xe đầu tiên. Chưa đầy, nãy bỏ đi đấy không? Bỏ đi hết rồi. Bỏ đi hết rồi. Dạ nhiêu đây? Bà đi ra, tôi đi chỗ trống rồi, tôi dễ làm cái này. Dạ mà kéo nổi không mà? Đi ra đi. Ra xin lỗi của bà đem ra rồi tới rồi. Dạ. Đi ra đi, xin lỗi có của bà. Đủ can bà thôi, bà đừng có để cho. Sao mà khổ bà quá, bà đứng chỗ khác cho con trống đóng con dễ làm coi. Dụng đâu? Đây con lá bà bật nữa, bật không nữa không có nước đâu, không có nước làm mã đâu. Trời ơi, kéo nổi không? Ơi nè, kéo ra cho bả đi cưng. Vô bả ăn canh, bả xách nổi không? Bả vô đúng. Quá trời. Bà già 77 tuổi mà phải đi gánh cái thùng nước như vậy ha. 77. Không ấy nước đâu xài. Mày lặn qua đây 4 canh này đi ha. Tao lặn. Ngày mai có nữa. Rồi đây rồi anh ơi. Đây đây chú con mía này chưa đây, đây. Lão lão thải đây. Ở đây là một bình, nếu mà mua ở dưới mình bao nhiêu một bình nước uống vậy chú? 17. Bảy ngàn đắt gì ta, mà không có bình à, là mình đổi bình nè, là bình đổi bình anh, mình đổi bình á. Ở trên Sài Gòn có chỗ có 8 ngàn à, ở 17 ngàn luôn. Rồi ok bạn, lâu mới lại trả đó. Rồi ok phải chiếc ra vậy ha. Cả nhà là uống một ngày là hết bình này nè. Đây là chỉ có xe với nước đem chỉ đâu đi đó, đâu phải dân địa phương nào biết chỗ. Ở đây thì rất là nhiều bình nước được mua tận Sài Gòn luôn. Mọi người đang chiếc nhau ra để sang nè, sao trả lại bình, mượn bình á. Ôi trời, hơn 1 triệu tiền nước. Ở đây thì mọi người đang xếp hàng chờ đợi cái xe của chú Minh Cô Đơn nè. Đó, chú tới rồi đó. Rồi mọi người đang háo hức để xếp hàng nhận nước. Như đây là được nửa thôi à. Cái quần què. Mừng ra đổ nước hết rồi. Cái này là dễ nhất hết trơn nè. Chưa ăn hay sao mà đói vậy ạ? Chưa ăn hay sao mà đói vậy ạ? Chưa ăn cái gì? Không có ai ăn. Sáng giờ lo chạy đây mà. Chưa có nước nôi gì đó. Cái bụng rồi. Hồi sáng giờ là cô nhận được bao nhiêu bình nước rồi cô? Chưa có cái bình nào hết. Đặng chạy đây về đây. Mới đặng chạy lại đây chưa có cái nào. Cô này là cô háo hức nhất nè. Ôi! Ôi trời ơi! Cũng dành trước không à. Mình đứng đây mình cái đứng cái này không. Đây, em còn ở đây rồi chị. Mình nhiên đem lại chi ta. Đây những cái bồn nước như vậy là khiến cho mọi người rất là chờ đợi. Mà mày biết, mọi người biết rồi, một cái bồn nước như vậy chúng mình đâu có bao nhiêu đâu. Không có cái vậy đó, còn có hơi ngã qua ta kêu trả gần chết chả không chả không nằm đây mẹ cho rồi đi không ai đầy đó cơ mà ta đi điện chính giữa trời mà bả tiên tự động đây đó hay à. Đó kệ đó chú, nó bụng mà giờ chưa ăn. Chạy tới cái đi. Bây giờ là chú này sẽ ở đây khoảng vài ngày cho nên là mọi người lấy số điện thoại. Ừ, ngày mai mốt gì đó mà thiếu nước thì điện cho chú. Chú này hả? Ừ chú này. Số điện trong xe đây hả chú? Chạy tới đi. Tôi á, tôi nước nè, ở đây có canh sơn đầu tiên nè. Chạy nước rồi ông ơi. Thì cho đúng đầu trên hay đầu dưới thì chọn cái giữa sao thì ta thấy đâu rồi. Rồi. Rồi ai cũng có hết á. Ủa vợ đâu để chết nó đi.
mình làm ăn nó nói làm nóng tới bơm thì sắp cút tổng rồi, cút tổng rồi, đẩy đi rồi rồi đẩy bình tới không có kê chạy bắt cái xe tao chạy hoài mà vẽ gãy sừng trâu tụi tao đó mà nghe nó người vãi vẽ gãy sừng trâu là mừng thấy mẹ luôn. Ăn cơm chưa? Mình la làng dữ. Chưa có ăn cái gì hết trơn á. Rồi giờ la nước cái đi rồi tính. Một mình chị là chở 3 can luôn. Bình nước khoai. 90 lít. Không biết. Tắt ra đi đặng ta đẩy bình tới. Đi chân không luôn. Trời nắng gì mà đi chân không. Tại vì nghe nước tao bỏ dép mà. Không cần. Mọi người khiêng canh nước lên rất là nặng. Trời. Muốn thở hơi ra luôn rồi. Như cái hồi luôn mọi người, ai cũng háo hức nhận nước hết. Chưa có trồng giờ nó tàn rồi, sắp sửa dọn rồi. Dạ. Nãy giờ thì mình, nãy giờ đi quán khu kia thì người ta chở nước quá trời luôn rồi. Ừ. Nói chung là từ đây lên tới chung kia không ai trồng gì hết trơn mà bỏ vào không. Đây là cái vườn của nhà mình là trước kia là mình trồng món gì? Trồng đủ thứ đó, nó đầu mùa thì trồng nhiều khi ớt, nhiều khi gừng, trồng đủ thứ hết nhưng mà năm nay ở chị giờ chị xúc đất rồi để cải tạo lại thôi. Móc đường mương rồi bắt đầu mới ải. À, thấy là có mấy cái dây khổ qua nhưng mà bây giờ là nó cũng nước hả? Đã chưa kịp chọn, nhắn xong xong. Dạ. À, một tháng mấy là không có nước rồi, cây cũng cuộn ghê không? Nó héo luôn rồi kìa. Giọt nước luôn. Này nước mát màu của bà con đây là coi như là trơ trọi chết. Người ta nghĩ chứ chết gì, họ không trồng. Họ không có trồng nữa, họ chờ mưa xuống rồi trồng, không trồng chứ trồng mưa nước ở đâu mà tưới. Dạ. Yeah. Họ nghĩ đâu. Tại năm nay cũng dự án năm người ta biết sẵn rồi, bà con có xuống giống nữa. À, kính thưa các bạn, phía trước mọi người đây là một cái trái bí đỏ nè. Và bây giờ thì trái bí đỏ nó không thể nào phát triển được vì không còn nước ngọt để tưới, thậm chí có những cây đã khô héo và chết tức tưởi vì nước mặn xâm nhập vào. Chẳng hạn như đây là một cái cây mướp và suốt hơn một tháng qua thì không có một giọt nước nào tưới khiến cho trái mướp nó không thể nó sinh trưởng được nữa. Và người nông dân đang chấp nhận cái cảnh đó là sẽ phải phá bỏ những cái dây mướp và dây bi đỏ như vậy. Ở phía xa xa kia là một vườn trồng bắp nhưng mà cũng không thể nào thu hoạch được dù bắp đã sinh trưởng. Cách đây khoảng 2 tháng trước thì bà con cũng đã xuống phân nhưng mà phân bây giờ không có nước thì khiến cho cây nó khô đi và chết. Tình cảnh thì ở đây cũng vậy, ruộng cũng không thể nào trồng được. Miền Tây được mệnh danh là vùng đất trù phú và giờ đây trở thành một trong những vùng đất mà khô hạn và thậm chí có nước mặn tấn công. Còn đây là một kinh nước mà mọi người thấy nước bây giờ cũng đã cạn, thậm chí là bốc mùi rất là hôi. Còn đóng thêm những cái lớp muối nữa kìa. Nước muối đang xâm nhập vào và cá ở đây thì chết dần, khô và phơi lên như vậy. Nước thì kênh thì nước nẻ, mùi hôi thối rất là nồng nặc. Còn phía xa xa kia là những người nông dân đang cố gắng là xới đất thêm những cái lớp đất phía trên để cho đất ruộng á, nó sẽ thấp hơn so với mặt kênh để tránh tình trạng là khi mà bơm nước lên trên ruộng thì sẽ bị rút về kênh đó. Mọi người đang tìm cách để khắc phục cho vụ mùa sắp tới. Còn bên này là một cái chị nông dân cũng đang rất là khổ sở cuốc đất để thấp hơn so với mặt nước kênh để có thể tận dụng những nguồn nước trong những tháng tới nữa. Và mọi người cũng không biết lo lắng, không biết là lo tháng tới là nước sẽ như thế nào nữa nè. 4 năm trước là ở đây cũng xảy ra cái hạn mặn rồi, bây giờ cũng tái diễn lại. Mọi người gần như là hoảng sợ vì đợt trước là đã khổ lắm rồi. Đợt trước là nặng lắm này nữa. Đợt trước là coi như là luống thất thu luôn á. Năm nay là họ còn chạy kịp á, là họ còn thu hoạch được chứ mấy năm trước là lỗ luôn á. Nếu mà cái vườn này mà không bị hạn á, thì bán thu hoạch kịp rồi. Bây giờ em thấy có mướp, có bi đỏ nè. Là nếu mà kéo dài thêm khoảng 2 tháng nữa là chị bán được đúng không? Có nước á. Tại vì mướp ăn tới 5 tháng lận nhưng mà nước mặn thì ăn có 3 tháng là tàn à. Thật ra nó giờ lo sắm đường mương đi rồi bắt đầu mới nhổ nó. Làm xong cái này rồi bắt đầu nhổ rồi ải. Cái này báo hay là mạng vậy?